Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, đây là trận cuối cùng để quyết định ai sẽ là quán quân cuộc thi hồn sư tinh anh toàn đại lục. Thành viên hai đội bước ra sân thi đấu, đối thủ của Hoắc Vũ Hậu và Phương Đông là cặp anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Hai người họ đều là hồn vương hơn 50 cấp với 5 hồn hoàn, đồng thời còn được trang bị nhiều món hồn đạo khí. Phía Sử Lệ Khắc thì yếu hơn hẳn, Phương Đông hơn 30 cấp và Hoắc Vũ Hậu gần 30 cấp. Xét hồn lực thì đã thua hơn phe đối thủ hơn một nửa. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc vẫn tin rằng Sử Lệ Khắc sẽ tạo ra kỳ tích. Màn tranh tài bắt đầu, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần lập tức sử dụng ra nhiều khẩu pháo nã đạn liên tục về phía đối thủ. Công kích dày đặc như mưa, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông sử dụng bộ pháp tránh né toàn bộ, sau đó Vương Đông mới bắt đầu phản công chém ra nhiều luồng kinh lực. Hai bên giằng co kịch liệt, Hoắc Vũ Hậu chuyển sang thế hỗ trợ, còn Vương Đông thì đảm nhiệm vai trò chủ công. Tiếu Hồng Trần nã một loạt đạn về phía Vương Đông, sau đó Mộng Hồng Trần cũng sử dụng khẩu pháo siêu cấp để tấn công. Thấy đồng đội gặp nguy hiểm, Hoắc Vũ Hậu nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu tinh thần quấy nhiễu đánh vào tâm trí Mộng Hồng Trần, khiến cô nàng này bị váng đầu chỉ trong chớp mắt. Nhờ vậy mà công kích đã thiếu đi sự chuẩn xác. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông thừa cơ hội lao lên đánh phủ đầu, nhưng mà ý định này đã bị đối thủ nắm bắt được. Mộng Hồng Trần nhanh chóng bạo phát ra một làn khói độc. Vì giải cứu cho Vương Đông mà Hoắc Vũ Hậu đã bị rơi vào trong làn khói độc. Trên người Mộng Hồng Trần đều là độc, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền bị độc xâm nhập vào cơ thể. Cô ta định dùng cách này để đánh bại Hoắc Vũ Hậu, tưởng rằng nam chính phải xong đời rồi, nhưng không. Hoắc Vũ Hậu sử dụng ra tuyệt chiêu băng hoàng hộ thể, ngăn cản độc xâm nhập vào trong cơ thể. Mộng Hồng Trần lao lên tấn công dồn dập, nhưng đều không làm gì được. Phía bên ngoài, Vương Đông cũng bị Tiếu Hồng Trần đánh cho suýt nữa rơi xuống sân. Hoắc Vũ Hậu bạo phát hàn khí xua tan làn xương độc. Vốn dĩ cậu có thể kháng cự lại được chất độc vì đẳng cấp vũ hồn băng bích đế hoàng hạt cao hơn vũ hồn của Mộng Hồng Trần. Từ đó khắc chế hoàn toàn. Không làm gì được hai người bên kia, Tiếu Hồng Trần cũng bắt đầu tỏ thái độ nghiêm túc. Mọi lần xuất hiện đều đội cái mũ trông rất thần bí. Bây giờ hắn cũng bỏ mũ ra khỏi đầu và ném xuống đất không thương tiếc. Hắn cùng Mộng Hồng Trần nhanh chóng hợp sức, dung hợp ra vũ hồn dung hợp kỹ. Sức mạnh cuồn cuộn tập trung lại thành một cái lốc xoáy. Suýt chút nữa là cuốn Hoắc Vũ Hậu vào Vương Đông vào trong lốc xoáy. Đối mặt với chiêu thức khủng khiếp này, bọn họ cũng dung hợp vũ hồn tạo ra vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai. Vũ hồn dung hợp kỹ của hai bên nhanh chóng va chạm nhau. Tuy sức mạnh và chiêu thức của Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông có lực công kích và phạm vi mạnh hơn, nhưng hồn lực của bọn họ lại thua kém quá nhiều. Hồn lực sẽ cạn rất nhanh. Biết chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa, Hoắc Vũ Hậu lập tức đề nghị sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ thứ tư. Tiếc rằng bọn họ đã luyện tập nhiều lần mà vẫn chưa thể thành công. Bây giờ phải chơi liều mà thôi. Bằng vào sức mạnh niềm tin, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông đã tạo ra kỳ tích, phá vỡ mọi hiểu biết và quy tắc. Theo lý mà nói, vũ hồn dung hợp kỹ không thể sử dụng liên tục được. Sau khi dung hợp cần phải chờ 3 ngày mới có thể tiếp tục. Uy lực từ chiêu thức quá mạnh mẽ. Chỉ với một lần phóng sức mạnh, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đã bị đánh sấp mặt và phải thừa nhận là thua cuộc. Ngay cả lão sư của Học viện Hoàng gia Nhân Nguyệt Đế Quốc cũng phải lên tiếng thán phục năng lực của Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng. Hai tiểu tử này đúng là quái vật mà. Vòng đấu tuy có 3 trận, vậy nhưng chỉ cần thắng 2 trận là sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Thế là Sử Lệ Khắc Học viện đã giành được chức quán quân. Các thành viên học viện vô cùng vui sướng. Khán giả cùng các học viện khác cũng vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng này. Hành động của Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng quá nổi bật, vô tình gây chú ý cho một tên cường giả của bản thể tông. Hắn ta muốn giành hai người họ với tông môn của mình. Màn bế mạc cho cuộc thi đấu là trao giải thưởng. Nhìn đoàn người của học viện Sử Lệ Khắc bước ra giữa sân đấu, phía học viện Hoàng gia Nhân Nguyệt Đế Quốc cũng tức lắm nhưng lại không làm gì được. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng cùng nhau tiến lên nhận thưởng. Hoắc Vũ Hậu thu được khối hồn cốt của băng bích hạt, những khối hồn cốt khác thì sẽ phân chia sau. Điều bất công nhất là chỉ có đội quán quân nhận được phần thưởng hậu hĩnh, các đội xếp hạng 2, 3, 4 thì tay trắng trở về. Nhưng còn chưa kịp rời sân đấu thì Huyền Lão đã chặn đường. Bởi vì sức mạnh từ thanh kiếm của Mã Như Long khiến Mã Tiểu Đào gặp nguy hiểm, dù có vớt lại được cái mạng thì khả năng đọa lạc thành tà hồn sư là rất lớn. Vũ khí là của bọn họ, cho nên Huyền Lão muốn hỏi bọn họ có biện pháp giải quyết không. Lão sư Học viện Hoàng gia Nhân Nguyệt Đế Quốc tỏ thái độ bất lực. Nếu đã không có cách giải, Huyền Lão chỉ đành yêu cầu bọn họ giao thanh kiếm cho ông. Có lẽ có thể tìm ra cách gì đó. Thanh kiếm đó là hồn đạo khí cấp 8 của Nhân Nguyệt Đế Quốc,
giá trị cực kỳ lớn. Nói muốn đưa là đưa hay sao, cho nên Mã Như Long đã từ chối. Huyền Lão đành phải uy hiếp, lại thêm sự hô hào đến từ khán giả và tất cả các học viện có mặt tại đây. Áp lực đám đông quá đáng sợ, lão sư của bọn họ không còn cách nào khác đưa thanh kiếm cho học viện xử lý khắc. Ông ta cũng thẳng thắn cho biết mình không phải chủ nhân của nó nên không có quyền quyết định. Đưa cho học viện xử lý khắc nghiên cứu là để cho bọn họ mượn tạm mà thôi. Mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi người cũng trở lại phòng, tên cường giả của bản Thề Tông đã chờ sẵn. Hắn tự giới thiệu tên của mình là Lãng Nhai, đại diện bản Thề Tông đến đón Hoắc Vũ Hạo về nhà. Vừa lên tiếng nói chuyện đã đưa ra quyết định, đây là đang cưỡng ép mang người rời đi. Bản Thề Tông là tông môn thần bí số 1 thiên hạ. Thực lực tổng thể còn kinh khủng hơn tất cả tà hồn sư cộng lại và vượt trội hơn sự lệ khắc. Chú ý không thể nào ngăn cản Lãng Nhai tùy ý đưa người đi được. Hoắc Vũ Hạo từ chối, sự lệ khắc là nơi khởi đầu của cậu, cậu coi nó là nhà. Ngoài ra còn có rất nhiều người bằng hữu nên không muốn đi tới bản Thề Tông. Không thuyết phục được, Lãng Nhai lập tức bạo phát hồn lực định cưỡng ép đưa người rời đi. Rất may là Huyền Lão vẫn còn chưa về học viện, ông ném một cục xương vào tay Lãng Nhai, ngăn cản hắn ta và lên tiếng cảnh cáo, đồng thời yêu cầu hắn ta trở về nói với mấy lão quái vật của bản Thề Tông rằng ông vẫn còn chưa chết, đừng hòng chạm vào sự lệ khắc. Lãng Nhai không đạt được mục đích nên rất tức giận, nhưng đối mặt với cường giả thực sự, hắn ta cũng biết thế nào nên tiến và thế nào nên lùi, cho nên nhanh chóng cáo từ rời đi. Lần này biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo quá nổi bật, chắc chắn sẽ có nhiều thế lực chú ý. Bản Thề Tông mới chỉ là thế lực đầu tiên ra tay mà thôi. Huyền Lão trấn an cậu không cần lo lắng, học viện xử lý khắc sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho mọi người. Ngoài trừ hải thần các của học viện xử lý khắc, thì hồn sư dưới còn có hai thế lực lớn. Một là Minh Đức Đường của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đại diện cho thực lực đỉnh cao nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường chủ chính là tổ phụ của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Thế lực còn lại là bản Thề Tông, bọn họ không tùy tiện ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài đều gây ra sóng gió không hề nhỏ. Bọn họ từng săn giết 7 con hồn thú 10 vạn năm, khiến cho hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm bạo động. Học viện phải triệu tập cường giả đỉnh phong thành lập nền hải thần các, ngăn cản thú triều. Nói đến đây tập phim cũng khép lại, hẹn gặp lại các bạn trong các tập phim tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào!